A few moments later. Cuối cùng cũng xong được cái công thức. Ủa? Sao lại error ta? Ủa mình nhớ mình ghi đúng công thức mà. Sao lại vậy được? À! Con đi chứ anh ơi. Gì nữa thằng này, anh đang bận. Em nhờ cái này với anh. Ý là cái bài này khó quá. Từ giải đi, dùng cái đầu ấy. Dùng cái đầu à? Suy nghĩ các thứ. Ê khoan khoan. Hả? Dừng lại. Bình tĩnh. Thứ nhất là anh nói là dùng cái đầu, tức là mày phải động não suy nghĩ, mày hiểu không? Chứ không phải là mình đập cái đầu vào tờ giấy là mày ra cái quả được, mà hiểu không? Ủa? Tức là mình phải động não á? Ừ đúng rồi. Không, nhưng mà không có được. Không ra. Mà giải môn gì? Bài toán anh, có lớp 8 ấy. Môn toán à? Cứ đưa cho anh, hồi xưa là anh học võ toán ấy. Bây giờ em chỉ cần đưa cho anh, đảm bảo 5 phút sau là em sẽ có. Cái đục. Game này chơi hay phết. Mấy giờ rồi nhỉ? 8 giờ rồi anh. 8 giờ rồi, 1 tiếng rồi á. Ngày học lớp 8 mà sao khó thế nhỉ? À, em đi qua trang web lời giải 2 coi. Hả? Lời giải 2 á. Ồ, cái gì? Nó ghi cái gì vậy? Nó ghi là trang web này chỉ dành cho những người đã làm bài tập và vào đây chỉ để tra kết quả, chứ không phải để chép vào vở như mày đâu. Hãy vào lại lần sau. Đúng, bây giờ còn có vụ đó nữa. Chết ta. Chắc có gì đó sai sót ở đây. Sai sót á? Đúng rồi, tao hiểu mày sai chỗ nào rồi. Tao tìm ra được cách giải này. Em tìm ra rồi á. Mày sai à? Là cái công thức chỗ này là phải là bình phương. Cái khúc này lên mà mày không chịu bình phương này. Ủa rồi bây giờ phải làm thế nào anh? Bây giờ á, có hai cách. Thứ nhất á, là mày bấm số hết, rồi mày bấm lại từ đầu. Cách đó á. Thôi nè. Cái đó em đầu tay lắm, em bấm cả 5 phút đồng hồ, đau lắm. Thì còn cách nào không anh? Cách thứ hai ấy, mày bấm bên phải để cho nó chạy sang từ bên nào sang ấy cũng được. Còn mày bấm mãi cái nút bên này qua, sau đó mày sửa lại thôi. Hiểu không? Từ trái sang. Thôi nè, cũng không được đâu anh. Đầu tay lắm, còn cách nào không anh? Thì bây giờ hết cách rồi, có hai cách thôi. Bây giờ mày muốn cách nào nữa? Đâu còn cách nào đâu. Thế rồi á. Khó vậy ta. Đi, tìm cách đi. Không chịu đâu. Anh hai. Không mà anh hai. Tất cả là mơ á. Chắc do hồi tối thức khuya quá. Đau mắt ghê ta. Thôi. Dậy. Yo, mình là Kim Cho đây. Cảm ơn các bạn vừa xem một cái video nhảm xích mình vừa làm. Cơ mà khoan, trước khi kết thúc cái video này thì mình muốn gửi cho các bạn một cái thứ gì đó. Có lẽ hầu hết học sinh chúng ta thì có lẽ nhiều người họ thức khuya đến tận 12 giờ đêm đúng không? Có khi tới 1, 2 giờ sáng. Nếu như các bạn sử dụng hệ điều hành Android thì nó không, hình như nó không có. Cũng có vài thứ có mình cũng không biết nữa. Thì điều hành Android thì cái ánh sáng thường nó chỉ chỉnh sửa phù hợp cho cái việc sử dụng vào buổi sáng. Nắng chiếu vào cho nên là nó sẽ rất là sáng. Cho nên là khi mà các bạn sử dụng vào ban đêm thì thường các bạn sẽ tắt đèn đúng không? Cho nên là xung quanh sẽ tối và bạn sử dụng ánh sáng đó nó sẽ dễ tổn hại đến đôi mắt của chúng ta. Nên là các bạn có thể sử dụng cái app là Blue Light. Nó có tính năng là chỉnh sửa lại cái độ sáng sao cho phù hợp với lại đôi mắt chúng ta vào ban đêm. Thêm vào nữa thì khi mà các bạn tải về thì nó sẽ có những cái gọi là hướng dẫn, những cái gọi là thông tin để chúng ta đọc để tìm hiểu tại sao chúng ta nên dùng nó. Còn ngoài ra thì những cái hệ điều hành iOS hoặc là iPhone, thường là iPhone thì nó có sẵn tính năng Night Mode rồi. Cho nên các bạn nhớ vào ban đêm thì bật nó lên để bảo vệ đôi mắt của chúng ta. Vô, như thế là hết rồi. Sau khi xem video thì các bạn hãy nhớ